Huyền thoại Wayne Rooney mới đây đã chính thức ra từ sự nghiệp cầu thủ, kết thúc 18 năm chơi bóng chuyên nghiệp để tập trung toàn bộ thời gian và sức lực cho công tác huấn luyện. Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Wayne Rooney chỉ chơi cho 4 câu lạc bộ. Tiền đạo người Anh khởi nghiệp tại câu lạc bộ Everton, rồi làm nên tên tuổi của mình trong màu áo Manchester United và trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội bóng khi ghi được 253 bàn. Chia tay Quỷ Đỏ vào năm 2017, Rooney trở lại câu lạc bộ Everton, sau đó gia nhập DC United và cuối cùng anh dừng chân tại Derby County. Tính ra, gã Shrek đã có tổng cộng 763 trận ở cấp câu lạc bộ, ghi được tổng cộng 313 bàn. Những danh hiệu mà anh giành được bao gồm một Champions League, một Europa League, 5 Premier League, một FA Cup, 4 cúp liên đoàn cùng với một FIFA Club World Cup. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Rooney cũng là chân sút xuất sắc nhất một thời đại của tuyển Anh với 53 pha lập công sau 120 trận. Tâm điểm đáng chú ý nhất của vòng 19 Premier League của tuần này là màn so kè giữa Liverpool và Manchester United tại sân Anfield. Đây không chỉ là trận đấu tranh ngôi đầu bảng mà còn là cuộc chiến của hai đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Sân nhà là ưu thế lớn của Liverpool. Sở dĩ nói như vậy là bởi từ tháng 4 năm 2007 đến nay, đội bóng của Jurgen Klopp chưa từng để thua tại Anfield, tính riêng ở đấu trường Premier League. Đánh bại Liverpool ở Anfield đó sẽ là cú sốc lớn nếu bạn nhìn lại những mùa giải gần đây, nhưng chúng tôi là những kẻ thách thức ngôi vô địch. Họ là đối thủ mà mọi đội bóng đều muốn đánh bại và các cầu thủ của tôi cũng vậy, Solskjaer chia sẻ trong buổi họp báo trước trận. Vào đầu tháng 9 năm 2020, Transfer Market tiết lộ thông tin gây sốc về thương vụ James Rodriguez gia nhập Everton. Theo đó, đội bóng thành phố cảng Liverpool chuyển mộ James theo dạng chuyển nhượng miễn phí. Theo luật, câu lạc bộ Banfield được hưởng từ vụ James Rodriguez rời Real Madrid đến Everton vì có công đào tạo cầu thủ người Colombia. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Trong một tuyên bố vào ngày hôm nay, giám đốc bóng đá của Everton, Marcel Brands, đã xác nhận thông tin này. Đội bóng đã ký hợp đồng với 6 tân binh. Chúng tôi mua 3 cầu thủ là Alan, Ducouré và Ben Godfrey. Một cầu thủ đến theo dạng miễn phí là James Rodriguez. Một cầu thủ mà chúng tôi phải trả phí đào tạo là Nkunku. Và một cầu thủ đến theo dạng chơi mượn không tính phí là Robin Olsen. Trong tháng 12 năm 2020, Man United bất bại số 6 lần ra sân với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Bruno Fernandes lại một lần nữa là cái tên chơi nổi bật nhất khi in dấu giày vào 7 bàn thắng. Với màn trình diễn ấn tượng, Bruno đã vượt qua 7 đối thủ, trong đó ứng cử viên đáng gờm Mohamed Salah để giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của Premier League. Cộng với 3 lần chiến thắng vào tháng 2, tháng 6 và tháng 11, Bruno đã lập nên kỷ lục mới tại giải Ngoại hạng Anh. Ngôi sao thuộc biên chế Man United trở thành cầu thủ đầu tiên 4 lần nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng trong một năm dương lịch, vượt qua thành tích 3 lần của Harry Kane lập được vào năm 2017. Theo chuyên gia chuyển nhượng Gianluca Di Marzio, hiện tại Alvaro Odriozola là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của Fiorentina. Đội bóng Serie A có thể xem xét hoàn tất thương vụ mượn hậu vệ người Tây Ban Nha từ Real Madrid trong thời gian tới. Việc Odriozola có thể rời Real Madrid là thông tin không khiến nhiều người bất ngờ, bởi cựu cầu thủ của Real Sociedad không còn chỗ đứng tại Bernabeu. Alvaro Odriozola gia nhập Real Madrid vào hè 2018, nhưng chưa bao giờ chứng tỏ được khả năng của mình. Đến thời điểm này, hậu vệ người Tây Ban Nha mới chỉ đá 19 trận ở La Liga cho Los Blancos. Hiện tại, Alvaro Odriozola chỉ là sự lựa chọn thứ tư bên hàng là cánh phải sau Dani Carvajal, Lucas Vazquez và Nacho Fernandez. Hà Nội đã có màn khởi đầu không tốt ở V-League 2021. Không những không thể giành 3 điểm, đội bóng thủ đô còn dễ dàng để thua Nam Định với tỷ số 0-3. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm không giấu nỗi sự bức xúc về thất bại này. Mặt sân Thiên Trường khiến Hà Nội rất khó chơi, khó kiểm soát bóng. Sân Trơn Trường sũng nước khiến cầu thủ động cái là ngã. Nam Định đã làm mọi cách để phá lối chơi của Hà Nội. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ lại bác bỏ cáo buộc này. Mặt cỏ phụ thuộc vào thời tiết khi có sương muối. Chúng tôi gần như bỡ ngỡ với mặt cỏ này. Chúng tôi cũng không quen với việc thi đấu mặt sân này, chứ không riêng gì Hà Nội. Các cầu thủ của chúng tôi cũng để mất bóng và trượt chân rất nhiều